Chủ đề thời tiết, level elementary, bài 3. Anh ơi, Tết không làm việc, anh muốn đi du lịch không? Có chứ, em muốn đi Phú Quốc không? Phú Quốc bây giờ nóng lắm, nhiệt độ từ 37 đến 38 độ C. Em cũng đi Phú Quốc rồi. Hay đi Đà Nẵng, ở đấy bây giờ thời tiết đẹp, không mưa, trời nắng nhưng không nóng. Nhưng bây giờ Đà Nẵng đang có Covid. Ừ, anh quên. Sapa thì sao? Ở Sapa đang có tuyết, đẹp lắm. Hay quá, đi Sapa đi, em muốn xem tuyết. Anh ơi, Tết không làm việc, anh muốn đi du lịch không? Có chứ, em muốn đi Phú Quốc không? Phú Quốc bây giờ nóng lắm, nhiệt độ từ 37 đến 38 độ C. Em cũng đi Phú Quốc rồi. Hay đi Đà Nẵng, ở đấy bây giờ thời tiết đẹp, không mưa, trời nắng nhưng không nóng. Nhưng bây giờ Đà Nẵng đang có Covid. Ừ, anh quên. Sapa thì sao? Ở Sapa đang có tuyết, đẹp lắm. Hay quá, đi Sapa đi, em muốn xem tuyết. Anh ơi, Tết không làm việc, anh muốn đi du lịch không? Có chứ, em muốn đi Phú Quốc không? Phú Quốc bây giờ nóng lắm, nhiệt độ từ 37 đến 38 độ C. Em cũng đi Phú Quốc rồi. Hay đi Đà Nẵng, ở đấy bây giờ thời tiết đẹp, không mưa, trời nắng nhưng không nóng. Nhưng bây giờ Đà Nẵng đang có Covid. Ừ, anh quên. Sapa thì sao? Ở Sapa đang có tuyết, đẹp lắm. Hay quá, đi Sapa đi, em muốn xem tuyết.